Good morning. Có cà phê sữa đá không? Có. I have cà phê sữa đá. Đây, có đây, có luôn. Làm cà phê sữa đá nhé. Bây giờ 11 giờ mới dậy. 9 hết đúng không? Yeah, luộc qua mới cái lá này chỉ ngâm cho nó ấm thôi đúng không? Yeah, luộc qua mới lá chanh hết rồi. Luộc qua mới lá chanh chín qua hết rồi. Để cho vào nó ấm lên là ăn rồi. Dày bò đó. Đang nấu nồi phở. Còn dưới này là nồi cà ri có mực này. Đấy. Có sách này. Ngon chưa? Này, cái này là có cá viên này. Trời ơi, nhìn này hấp dẫn nha. Ok, ôi để này raccoon nó ăn phút đấy. Tí cho vào gara thử này. Vào check gara xem nào. Cái này bên này là gara mà. Chắc nó khóa nó không cho mình vào đâu. Đúng rồi. Đắt thấy bào mồ luôn. Điên. Cái này dễ làm mà, cái này mà mở to ra nữa. Không, nó không phải cứng như này nữa, nó chỉ là một cái. Ừ, nó chỉ là cái mềm mềm thôi. Đúng rồi, nó cái này vừa to vừa dễ gấp. Tại quái ấy. Cái bây giờ đấy bay là đẹp nhất, biết tại sao không? Là quay đẹp nhất biết tại sao không? Tại vì nó có nắng. Cái này gió quá không? Thì cứ thử đi, đứng đây này, đứng đây được rồi. Chỗ này câu cá tốt đấy nhỉ? Có mang cần không? Ui giời, tôi tưởng ông đi mang cần chứ. Đã nghe đi mang cần chỗ này câu hơi được đấy nhá. Chỗ này câu được này. Chỗ này câu hơi bị được luôn đấy. Clean kiểu gì giờ? Chỗ này là quá đẹp rồi, clean gì? Chỗ này có thuyền đấy, chơi được nha. Trong đấy hình như là có cả. Ok, để mình đi xem nó có thuyền cho mình đi luôn này. Tưởng ở đây không có thuyền, tưởng ở đây là không có canoe.
Có cần nu luôn này. Ồ, cái này trẻ con dùng được cái nhà Quang. Cái này trẻ con chơi được luôn đấy. Ồ, có cả paddleboard này. Ê. Ồ. Wow. Trong này có đủ thứ chơi hết đấy. Ồ, có ghế nằm luôn này. Ồ, cái này hay nhỉ. Ồ. Ôi. Nhiều đồ chơi cực luôn. Ôi, chỗ này ok đấy. Quay được không? Có nhìn gì không? Rõ không? Thank you.
đằng sau này hơi bị đẹp luôn đấy. Làm khô khô hơi bị đẹp luôn nha. Đấy, mình đi ra cửa sau được mà. Ông cơ được câu cửa trước mẹ. Ui, cái cây hải trên trà to chưa? Đẹp không? Cây này chắc phải lâu lắm đấy. Raining. Ôi, mưa rồi em ơi. Almost here. It's fine. Well, if she wanted the room, she could get the room. I'll go to your room. I don't care. Man, I don't need that big room anyway. I don't go to the bathroom in the middle of the night. Oi, mưa. Holy mưa. Should I get herb and spice or herb and garlic? Like, cho ăn gì? For chips. Oh, chips. Sure. Mình sẽ mua chip. I don't know. And snacks. We come out for the milk. We need to get one ice. Ice. Đúng không? Ờ, tí nữa mình lấy xong. Cứ đi đi xem nó có gì. Let's walk around. Hai anh em mới đi ra grocery store về xong. Cách đây khoảng mấy phút nhỉ? 10 phút không? Dạ, 10 phút. 10 phút ha. Cách đây 10 phút. Cũng gần. Nó nhỏ nhỏ thôi mà nó không có đủ ấy. Đủ. Đủ cho mình sống. Đúng không? Hôm nay humid thế. Okay, here you taste it again. Vậy đấy. Em mì làm gì ấy? Pickled cucumber. Pickled cucumber nhé. Ngon chưa? Pretty good. Good. Okay, em mì biết làm rồi đấy. Spicy. Cay đúng không? Cay yeah, sướng đúng không? Why? Hello. A what? So, how's everything? Good. Good busy. Là sao? Busy hả? Huh? Yes, busy. Busy có make money không? Hay là busy không make money? But still poor. Is that Cody? Yes, that's Cody. Oh. Hey, Cody. Hello. Hi, guys. Hi. Oh, that two girl grow up. What happened to you? Cody. 2 years. He looked exactly like his dad, eh? He looks exactly the same. You look exactly like your dad. Like, exactly. How are you? I'm good, thank you. You? I'm good. Hi.
How are you, Cody? You good? What grade are you in now? Seven. Going to grade seven. Yeah, seven. Going to grade seven. Oh. Him and Ava, November 14th, November 20th, November 25th. We're the cool November people. Yeah. We were in Toronto to pick up Cody. Đấy, trời ơi, cái này ngon lắm này. Woo, những người ngon chưa? Bây giờ mình ăn thử cái này nhá. Mời cả nhà nhé, này đấy. Cái này ngon lắm này. Cái này là dạ dày bò này. Ngon, 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 ngon. Ngon lắm ăn đấy ha. Ngon lắm ăn luôn. Chỉ khó để xếp. Chỉ khó để xếp mà làm cái này ngon lắm nhé. Ok, bây giờ hết mưa rồi, bây giờ chuẩn bị nắng rồi, bây giờ có nắng một chút đây này. Bây giờ quả của đường này trơn quá, không biết cứ xuống được không đây nhé. Wow, chỗ này trơn lắm đấy nhá, cẩn thận. Ok, bây giờ cả nhà đi chơi. Amy, let's canoe. Why? Just let him sit in the middle. You know, lấy cái canoe to kìa, Amy ơi. Is this stable? This one's really stable, right? Yeah. It's heavy. It's really heavy, that's why. Why? Same shit? Okay, follow me. Hello. Bây giờ nó hết mưa nhé. Hết mưa rồi là. Mình đi.
Ê Quang ơi, Quang, Quang ơi, chạy vào cái shed đấy, xem là có sợi dây nào không, lấy hộ sợi một sợi dây ấy. Tại vì tao muốn buộc cái này vào cái thuyền này, nhớ nó cái sắc chuẩn nó không sắc một cái nào nó rông rơi dưới. Vào trong xem có sợi dây, dây nào cũng được, cho xin sợi. Tao sợ cái này tí nó hết hút đấy. Nhà này thì nghe được. Hôm nay cả nhà ăn phở anh ơi nha. Mời cả nhà ăn nha. Đúng rồi. Để này cho này. Người, để cho người ta sợ. Nhà này nó không có đũa nha. Nên thế là ăn phở với cả fork với cả. I know, but my...